Ahmad Shah Massoud, người anh hùng thật sự của dân tộc Afghanistan. Lịch sử Afghanistan hiện đại chỉ duy nhất Shah Massoud được người dân coi là anh hùng thật sự. Điều đó giải thích qua cách người dân chọn ngày mất của ông ngày 9 tháng 9 làm ngày đoàn kết dân tộc ở Afghanistan. Massoud cũng rất nổi tiếng trên thế giới, là đại sứ cho Liên Hợp Quốc UNESCO ở Afghanistan, phát biểu trước Đại hội đồng, Nghị viện châu Âu, đề cử cho giải Nobel Hòa bình, top những nhân vật có ảnh hưởng lớn, là một trong những du kích vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ahmad Shah Massoud sinh ngày 2 tháng 9 năm 1953 tại Bazarak, thung lũng Panisher của người Tajik, trong gia đình thuộc loại con ông cháu cha. Cha ông là Dost Mahammad Khan, là một đại tá trong quân đội hoàng gia Afghanistan, lãnh chúa vùng Panisher giàu có. Từ nhỏ, Massoud đã được cho đến thủ đô Kabul sống sung túc, lớn lên học Đại học Bách khoa Kabul, nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng đến năm 1973, Mohammed Daoud Khan làm đảo chính lật đổ nhà vua. Massoud bỏ học về quê nhà Panisher tập hợp dân chúng kháng chiến. Chẳng bao lâu sau đó, quân đội Liên Xô tràn vào và Massoud phải chuyển sang chiến đấu chống Liên Xô và chính quyền Cộng sản Afghanistan. Quân đội của Massoud liên tục tập kích các đoàn xe của Liên Xô qua đèo Sa Lan lớn nhất cả nước, gây tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng trong quân đội Liên Xô. Để chấm dứt tình trạng này, năm 1982, quân đội Liên Xô phát động chiến dịch chiếm thung lũng Panisher với quân số cao nhất lên đến 70.000 người, đối đầu với 5.000 du kích Tajik. Một trong những tướng đối đầu với Massoud là đại tá Liên Xô Leonid Khabarov, người đã đặt biệt danh cho Massoud là Sư tử Panisher, dựa theo cách chơi chữ trong tiếng Ba Tư. Đến năm 1985, quân đội Liên Xô đã chiếm được các căn cứ lớn nhất của Mujahideen ở Panisher. Nhưng rồi một đêm ngày 16 tháng 6 năm 1985, quân đội của Massoud bất ngờ từ các dãy núi đổ ra đánh úp quân đội Liên Xô. 150 lính Liên Xô chết trong một đêm, hàng trăm lính bị bắt, phải cử trực thăng đến giải cứu. Trong đó cứu được Leonid Khabarov lúc đó đã hấp hối. Thất bại trên mặt trận Panisher đã khiến quân đội Liên Xô buộc phải tính đến chuyện rút quân hoàn toàn vào năm 1986. Hoa Kỳ cung cấp cho Massoud sự hỗ trợ tương đối ít hơn các phe phái khác, nhưng bù lại, Trung Quốc và Iran hỗ trợ rất nhiều. Trong các cuộc phỏng vấn sau này, Massoud thừa nhận lối đánh của mình ảnh hưởng rất nhiều từ học thuyết Mao. Trong chiến tranh, hàng trăm chiến binh Hồi giáo Trung Quốc cũng được ghi nhận đến Afghanistan chiến đấu. Năm 1989, quân đội Xô Viết rút chạy. Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Afghanistan do Mohammad Najibullah đứng đầu tiếp tục chiến đấu. Ngày 28 tháng 4 năm 1992, quân Mujahideen đánh bại quân Cộng sản, chiếm Kabul, trở thành ngày chiến thắng Victory Day ở Afghanistan. Chính phủ mới do Burhanuddin Rabbani đứng đầu, Massoud trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Thủ tướng Cộng sản Mohammad Najibullah vẫn ở lại thủ đô do được Liên Hợp Quốc bảo trợ. Tuy nhiên, sau khi chiếm được Kabul, xung đột giữa các phe phái đã phá nát Afghanistan. Đầu tiên là quân của Gulbuddin Hekmatyar và sau đó là quân của đồng minh cũ người Uzbek, Abdul Rashid Dostum, tấn công quân của Massoud. Nếu không có lần trở mặt này, có thể Dostum cũng đã trở thành anh hùng Afghanistan. Cuộc chiến ở Kabul làm 60.000 người chết, nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Ở miền Nam, các phe của người Pashtun họp lại tại Pakistan thành lập phe riêng để đối đầu với miền Bắc. Các nhóm cực đoan bỏ cuộc họp về lập phe riêng, một trong số đó năm 1994 trở thành Taliban. Trong lúc này, Massoud được Nga và Iran hỗ trợ rất nhiều, nhưng ông lại không đánh nhau với phe miền Nam mà lại đánh nhau với quân của Dostum, do chính quyền Karimov của Uzbekistan chống lưng. Xung đột giữa người Uzbek và Tajik làm phe miền Bắc suy yếu đáng kể. Lợi dụng tình hình đó, phe miền Nam đã chiếm một nửa Kabul vào năm 1994. Trong lúc đó, Taliban âm thầm chiếm thành phố Herat quan trọng. Đến năm 1996, thảm họa ập đến khi Taliban đánh bật tất cả các phe để chiếm Kabul, áp đặt luật Hồi giáo khắc nghiệt lên nơi này, treo cổ, kéo lê xác Tổng thống Cộng sản Mohammad Najibullah. Massoud và Dostum lúc này chột dạ, vội vàng quay lại bắt tay nhau tái lập liên minh cũ. Tuy nhiên đã quá muộn màng cho sự thức tỉnh này. Liên minh bị Taliban đánh bại và Taliban chiếm được 90% lãnh thổ Afghanistan.
quốc tế hốt hoảng, Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Á vội vã đổ tiền và vũ khí vào giúp liên minh phương Bắc của Mosul và Dostum. Nhờ những sự hỗ trợ nóng này, liên minh giành lại 20% lãnh thổ, nhưng tương lai của họ vẫn rất mong manh. Trong thời gian kiểm soát miền Bắc, chế độ của Mosul được quốc tế miêu tả là tiến bộ. Ở vùng của liên minh phương Bắc, người dân không bị bắt buộc theo luật Sharia, được đi học, được tự do đi lại, quyền phụ nữ được đảm bảo. Mosul còn đến phát biểu ở Đại hội đồng, Nghị viện châu Âu, kêu gọi viện trợ tái thiết Afghanistan. Ông được chọn làm đại sứ của Liên Hợp Quốc, UNESCO và được đề cử giải Nobel Hòa bình. Người dân có quyền bầu cử. Trong thời gian đó, người dân từ vùng Taliban liên tục chạy đến vùng của Mosul. Vào tháng 9 năm 2000, Mosul đã ký tuyên bố về các quyền thiết yếu của phụ nữ Afghanistan do phụ nữ Afghanistan soạn thảo. Tuyên bố thiết lập bình đẳng giới trước pháp luật và quyền của phụ nữ tham gia chính trị, giáo dục, làm việc, tự do đi lại và phát ngôn. Tuy vậy, Mosul lại không cấm cây thuốc phiện trong khi Taliban làm điều này. Khi phát biểu ở Nghị viện châu Âu, Mosul đã tố cáo Mỹ dùng túng cho Pakistan hỗ trợ Taliban và cảnh báo Taliban sẽ tấn công Mỹ. Tuy nhiên vào lúc đó Mỹ phớt lờ điều này. Khi đang ở thế giằng co, ngày 9 tháng 9 năm 2001, hai kẻ khủng bố giả làm phóng viên phỏng vấn Mosul. Khi đang phỏng vấn, máy ghi âm phát nổ khiến cho vị thủ lĩnh này bị thương rất nặng. Ông được chính phủ Ấn Độ cử trực thăng đến chở đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, đã trút hơi thở cuối cùng trên đất Tajikistan. Và chỉ hai ngày sau, 3.000 người Mỹ chết do chính phủ phớt lờ những gì thủ lĩnh Mosul của Liên minh phương Bắc đã cảnh báo trước đó. Cái chết của Mosul làm cả thế giới khi đó bàng hoàng và sửng sốt. Ở Afghanistan, đám tang của ông có hàng triệu người trên khắp cả nước tham gia. Cả ở vùng bị Taliban chiếm đóng, thậm chí tổ chức Taliban ở Pakistan cũng để tang ông. Ngày mất của ông ngày 9 tháng 9, sau này được chọn làm ngày đoàn kết dân tộc ở Afghanistan. Sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, Mỹ đã chính thức can thiệp quân sự vào Afghanistan, chọn Liên minh phương Bắc làm đồng minh. Chiến dịch ném bom hỗ trợ cho Liên minh phương Bắc chiếm lại Kabul tháng 11 năm 2001, đánh đổ chính quyền Taliban. Trong cuộc bầu cử tổng thống sau đó, để tỏ lòng kính trọng với Mosul, coi ông là lãnh tụ duy nhất, Liên minh phương Bắc đã không ai ra tranh cử. Khi chính quyền Taliban bị lật đổ, đa số người thuộc bộ tộc Pashtun, nhóm dân tộc đa số của Afghanistan, mong muốn vị quân vương cuối cùng của đất nước này là Zahid Shah trở lại ngai vàng. Lý do chỉ đơn giản là ông rất được nhân dân Afghanistan mến mộ trong giai đoạn trị vì của ông được coi là thời kỳ hoàng kim duy nhất của đất nước Afghanistan trong giai đoạn hiện tại. Nhưng ông từ chối và ủng hộ một người trẻ tuổi khác. Chính vì có sự ủng hộ của ông mà người đó sau này mới trở thành tổng thống của đất nước Afghanistan. Người đó không ai khác chính là Hamid Karzai. Cựu quốc vương Zahir Shah được người dân Afghanistan coi như biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc, được quốc hội Afghanistan trao tước hiệu danh dự, người cha của dân tộc. Tổng thống đắc cử là Hamid Karzai, người Pashtun, đã truy tặng Mosul danh hiệu anh hùng dân tộc của Afghanistan. Tại vùng Panisar, quê hương của ông, để tỏ lòng tôn kính, quân đội Mỹ không đóng quân ở nơi này. Năm 2009, cựu đại tá Leonid Khabarov cùng hai thiếu tá Viktor Babenko và Evgeny Tatarin đã trở lại Panisar, đặt hoa lên mộ Mosul trong chuyến thăm được truyền thông Nga chú ý như một thông điệp hòa giải. Họ đã là nhân vật Nga cao nhất đến thăm Afghanistan kể từ năm 1979.